Trước diễn biến phức tạp của bão Yagi, thực hiện công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương chủ động ứng phó nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do bão gây ra. Theo đó, tỉnh đã thành lập các đoàn công tác trực tiếp là các đồng chí lãnh đạo tỉnh làm trưởng đoàn đi kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão tại các địa phương, yêu cầu các địa phương, các lực lượng liên tục cập nhật diễn biến của bão để chủ động phương án phòng chống. Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, đến trưa nay, các địa phương và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh đã huy động 2.663 cán bộ chiến sĩ và xung kích phòng chống thiên tai, 68 ô tô các loại, 18 tàu, 59 xuồng, 6 xe đặc chủng. Tất cả đều ứng trực tại các địa bàn được phân công, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu. Các loại vật tư phòng chống bão cũng đã được bảo quản trong kho và tập kết tại những vị trí sung yếu trên các tuyến đê. Gần 5.600 tàu cá các loại, trong đó có 257 tàu xa bờ đã nhận được thông tin về bão. Hiện nay, không có tàu nào đang hoạt động trong vùng ảnh hưởng của bão. Chúng tôi đang tập trung chỉ đạo các xã phường ven biển phối hợp với các đồn biên phòng tổ chức kêu gọi tuyên truyền cho các chủ các phương tiện khai thác thủy hải sản, các tàu thuyền chở hàng hóa trên biển và trên sông biên giới khẩn trương di chuyển về nơi neo đậu an toàn. Toàn tỉnh có 2.889 cơ sở nuôi trồng thủy sản trên biển, bao gồm 2.357 cơ sở nuôi nhuyễn thể và 532 cơ sở nuôi cá biển với khoảng 3.000 lao động đã thực hiện gia cố và tổ chức di chuyển lên bờ từ ngày 4 tháng 9. Tỉnh Quảng Ninh sẽ thực hiện cấm biển từ 11 giờ trưa nay. Trên địa bàn của huyện có 211 các hộ nuôi trồng thủy sản, trong đó có 28 hộ nuôi lồng bè, thì cũng đã được tuyên truyền vận động thông tin đầy đủ về cái diễn biến của cơn bão và đã tuyên truyền vận động chúng tôi nắm đến từng hộ một để đảm bảo là thực hiện cái việc di rời người dân lên bờ an toàn trước khi bão vào. Chúng tôi cũng đã rà soát lại toàn bộ các trang thiết bị và bố trí lực lượng ở từng cái vị trí để đảm bảo là khi có cái tình huống thì có ứng phó kịp thời, đặc biệt là các cái khu vực xung yếu trọng yếu ở trên địa bàn của huyện. Đối với 13 khách du lịch trên đảo Cô Tô và Vân Đồn, tất cả các du khách trên đảo đều được đảm bảo an toàn tại các khách sạn, nhà nghỉ. Các địa phương đã khuyến cáo du khách biện pháp đảm bảo an toàn trong trường hợp mưa bão. Riêng đối với 1.700 khách lưu trú trên Vịnh Hạ Long sẽ được đưa về bờ trước 11 giờ hôm nay theo chỉ đạo của tỉnh. Đối với ngành than, tập đoàn và các đơn vị cũng đã khẩn trương triển khai các giải pháp để đảm bảo an toàn trước bão, sẵn sàng phương tiện nhân lực, ứng phó với tình huống mưa lớn trên các khai trường, hầm lò do các đơn vị của ngành đang khai thác và sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khi có yêu cầu. Công ty than Thống Nhất là có tổng cộng là trên 15 hệ thống bơm trong hầm lò được lắp đặt tại hai mức, mức trừ 35 và mức trừ 140 của công ty than Thống Nhất, và các cái cửa phao chống ngập cũng như các hệ thống cống rãnh thu nước về hầm bơm thì chúng tôi đã triển khai từ sáng ngày hôm qua đến chiều ngày hôm nay, thì là phải báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai của công ty để hoàn thiện tất cả các cái công trình trong hầm lò cũng như các cái hệ thống bơm trong hầm lò đảm bảo ứng phó với lại cái cơn bão số 3. Tập đoàn sẽ bố trí trực và các đơn vị, thì đối với đơn vị Nội Thiên thì sẽ di chuyển các thiết bị dừng khi có mưa, nó bắt đầu dừng sản xuất và di chuyển các thiết bị đến cái vị trí tập kết đảm bảo an toàn theo phương án. Đối với các đơn vị hầm lò thì tiếp tục củng cố các cái đường lò, rồi kiểm tra các hệ thống bơm nước, hệ thống cung cấp điện. Đến khi nào mà mưa bão đổ bộ thì sẽ khu vực nào là dừng sản xuất và khu vực nào là củng cố duy trì và bơm nước và thông gió đảm bảo cái an toàn cho các cái đường lò chính để ứng phó với những cái tình huống mưa bão. Dự kiến bão sẽ đổ bộ vào đất liền trong các ngày từ mùng 7 đến mùng 8 tháng 9 là các ngày có thủy triều không cao, phổ biến đạt mức từ 2,0 đến 2,5 mét. Tuy nhiên, công tác phòng chống bão vẫn đang hết sức chủ động. Hiện nay trên tuyến đê Hà Nam thuộc Quảng Yên đang thi công hai cống tiêu qua đê tại K12+200 và K13+455, đã cơ bản hoàn thành các hạng mục phía biển, đã cho đắp hoàn trả đỉnh đê, trải vài bạt chống sóng đề phòng nước dâng dò bão. Tập trung hết máy móc về phía sông để đắp cao cái quai xanh lên để tránh tình trạng nước dâng. Và bên trên biện pháp trước mặt đê thì nhà thầu cũng gia cố cái bờ cao. Tại các địa phương khu vực miền núi, qua kiểm tra, đoàn công tác của tỉnh cũng yêu cầu các địa phương đảm bảo việc rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở đất,
ngập lụt, lũ quét. Các hộ gia đình có nhà ở xuống cấp, nhà yếu có nguy cơ không đảm bảo an toàn khi mưa lũ dài ngày. Phân công cán bộ theo dõi, hỗ trợ kịp thời di chuyển người và tài sản trước khi mưa bão xảy ra. Đồng thời chủ động tổ chức khắc phục các điểm sạt lở trên địa bàn quản lý, cắm biển cảnh báo các điểm có nguy cơ sạt lở để người dân chủ động cảnh giác. Bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Cùng với đó, phân công lực lượng ứng trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão lũ trên sông, có phương án tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ.